Xin chào tất cả mọi người, lại là con đây ạ. Hôm nay con sẽ hướng dẫn mọi người đếm nhịp từng động tác của bài nhảy 32 bước sôi động nhạc hoa. Và bây giờ con mời mọi người cùng học phần bài tập ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 Con mời mọi người làm lại ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 Vừa rồi con đã đếm xong. Và bây giờ con mời mọi người cùng một phần khác.